Quân hãy giam cổ Thạch Xuyên vào một tối để lại sáng mai đưa Thiên Kiều về Mông Cổ. Không, em không về. Em tại về sao Cổ? À, các Thiên Kiều nếu em không về thì tên mã phu kia sẽ chịu cướp hình cũng hiểm nhất. Cổ Thạch Xuyên nếu tiểu tơ còn thương xót cuộc đời tên nô lệ thì xin tiểu tơ hãy về lại với quê. Ở lại nơi đây càng thêm khổ, tôi không còn lại gì tất cả. Tôi chiến bại rồi đành chịu bỏ tay tôi. Sung hò và sẽ mang quà về chiếm tặng cho em. Đường Quang Sang còn xa xăm dịu dời rộ bên ngoài. Xin tiểu tơ đừng nán lại nơi này, có có tội phải không anh? Không, yêu nhau không bao giờ có tội. Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà bấy lâu nay anh ôm ấp mãi trong tim. Mà giờ đây đã muộn màng rồi, anh có còn gì nữa đâu để nhớ thương những kỷ niệm trong đời mình đã một thời chắc chi trong tuổi còn thơ ấu hồn nhiên để tạo dựng một thiên đường, một thiên đường đầy quá tươi. Nhưng vẫn ngậm câm theo ngày tháng lạnh lùng. Anh muốn nói với một người nỗi đau sầu vì yêu. Cũng như anh em là cả ngày chinh phục đêm ngủ trên yên ngờ. Tội nghiệp không? Dạo hiểm ra nguy chưa bao giờ biết sợ, sao bỗng nhiên nghe lạnh cả tâm hồn. Nhìn anh mi trôi lòng cũng sắp xe buồn, lòng dũng thương chợt kia mềm yếu. Có phải em và người ấy đã hẹn thề nguyện ước? Không, người ta vẫn ẩn hờ và xem em như kẻ lạ người xa. Trời ơi, kẻ mình yêu lại hững hờ xa lạ thì còn gì niềm đau đớn nào. Gần gũi tất gan mà như chàng đi quan sang, tình cấm nín nên tình đành tuyết dòng. Tóc mây quằn quại bay trong gió lòng, như lòng của em đang bão động tới bời. Thí Kiều ơi, sao chiều nay bỗng nhiên anh lo sợ như đánh mất một cái gì yêu quý nhất. Nếu một mai giữa xa trường anh gục chết, biết ai là người xây đắp mộ cho anh. Dạ xin cảm ơn.